Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục chương trình hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một trong những con roi to nhất các bạn ạ. Đó là Mark Thunder. Con roi này là con roi to nhất mà mình từng có các bạn ạ. Các bạn có thể thấy nó mức độ khủng bố của nó như thế nào. Nhìn rất là to các bạn ạ. Rất là thích mắt. Con này tuổi đời của nó phải được chục năm rồi các bạn, hơn chục năm rồi. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy là nhìn rất là mới. Nhựa sản xuất cái con roi đấy cũ nhìn xịn hơn những con roi quai mới các bạn nhé. View gần lại cho các bạn xem. Đó, các chi tiết của nó. Quả thật là người Nhật thiết kế con roi này, quả thật là mình thấy là quá đẹp các bạn ạ. Không một từ nào có thể chê được ở bất kỳ một điểm nào các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ view gần từng chi tiết để cho các bạn xem nha. Ok, để so sánh mức độ to lớn của con roi này thì mình sẽ lấy hai con roi to nhất trong dòng roi quai các bạn nhé. Đó là con Garachisaurus. Các bạn thấy, có thể thấy là nhìn quá nhỏ bé so với lại cái con Mark Thunder này. Và đây là con Deadrake các bạn nhé. Các bạn thấy chưa? Quá là nhỏ bé so với con Mark Thunder này. Ok, về mặt thiết kế của con này thì các bạn có thấy là thiết kế rất hầm hố. Có rất nhiều súng này, hai khẩu súng ở trên lưng, bốn khẩu súng trên lưng các bạn ạ, với đuôi một khẩu súng nữa. Con này các cái nút chốt của con này khá là to. Và đây là hai cái sừng của nó bạn. Thì cái này như là mũi khoan các bạn nhé. Chiến đấu thì nó sẽ khoan thẳng vào đối thủ. Và đây thì có thằng người ngồi đây các bạn nhé. Người ngồi đây. Đó. Tiếp đến là phần này cũng có một cả ở đây cũng có một cabin nữa các bạn nhé. Ở đây có một cabin. Và đây thì có ba người ngồi các bạn. Cabin cho ba người ngồi.
con này thì có đèn các bạn nhé, các bạn là mắt, đèn là mắt đây. Con này đèn thì mắt nó hơi dầu kín các bạn, có lẽ đây cũng là một nhược điểm của con Mad Thunder này. Thì chỗ này là có gọi là guồng quay của nó ở đây các bạn nhé. Thì quay nó thì khi bật công tắc thì cái này sẽ quay và cái mũi hai cái mũi khoan là nó sẽ quay. Công tắc ngay ở đằng sau đây các bạn này. Bạn có thấy là con này nhìn khá là thích mắt các bạn. Ở đây thì có hai chế độ các bạn nhỉ. Một chế độ là slow, S là slow, tức là chế độ quay chậm, và chế độ fast. Thì khi bật chế độ fast thì hai cái mũi khoan này sẽ quay rất nhanh các bạn ạ. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ cho nó chạy thử để các bạn xem nha. Con này mình mua cũ nên là nó chạy cũng không được ngon lắm các bạn. Mình ngại mình chưa mở ra để mình check cái chân của nó. Mở con này khá là khó các bạn ạ, mình nhớ, nên là mình đang lười mình chưa mở ra. Ok, bây giờ thì mình sẽ bật công tắc các bạn nhé. Chạy con này các bạn có thấy nó không quá ồn các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ bật chế độ fast. Đó các bạn thấy chưa? Khi bật chế độ fast thì cái quay của nó sẽ quay nhanh hơn. Đèn của Mad Thunder này. Quen thuộc thì khi di chuyển đến điện nó sẽ mở ra và bật vào của dòng roi các bạn.
Ok, như vậy là hôm nay mình đã giới thiệu với các bạn con roi Mad Thunder, con roi to nhất của mình. Ok, mình cũng xin dừng video ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, subscribe để ủng hộ kênh nhé. Thân ái chào các bạn.